Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách xảy ra tại công ty in và văn hóa truyền thông Hà Nội, công ty Phú Hưng Phát, đội quản lý thị trường số 17 Hà Nội và tổng cục quản lý thị trường. 36 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong khi đó bị cáo Trần Hùng là cựu cục phó cục quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 1444 thuộc Tổng cục quản lý thị trường của Bộ Công Thương bị truy tố và đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Có 3 cựu cán bộ đội quản lý thị trường số 17 bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hải là lao động tự do bị đưa ra xét xử về tội môi giới hối lộ. Nhóm còn lại gồm Cao Thị Minh Thuận là giám đốc công ty Phú Hưng Phát bị truy tố và đưa ra xét xử về các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Theo cáo trạng năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Giám đốc Phú Hưng Phát Cao Thị Minh Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ. Ông Hùng đồng ý tha nhưng yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu, vẫn lo sợ sẽ bị xử lý, bà Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng. Viện kiểm sát cáo buộc sau cuộc trao đổi với Hải, ông Hùng đã hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tiếp nhận ý kiến của ông Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với bà Thuận Nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua trung gian vào sáng 14 tháng 7 năm 2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc cục phó Hùng. Tại đây Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với ông Hùng, nghe cụ thể hướng dẫn do trong phòng có người khác, Hải đã cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau Hải cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho ông Hùng. Viện Kiểm sát cáo buộc ngoài việc hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, ông Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương là đội phó quản lý thị trường 17 tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính. Nhà chức trách cho hay trong quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận hành vi, tuy nhiên Viện Kiểm sát xác định căn cứ kết quả thực nghiệm nội dung dữ liệu trích xuất từ điện thoại đã đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà Thuận thông qua Hải.